Cô xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các bạn sẽ tiếp phần còn lại của Section A Unit 7. Now Unit 7, The World of Work. Section A, Students Work. Now open your books and notebooks. Rồi bây giờ chúng ta cùng mở tập sách ra và học với cô nha. Now A4, read and answer the questions. Now we have some vocabulary. The first one is vacation, vacation, vacation. À, kỳ nghỉ lễ các bạn ha. Vacation. Now typical, typical, typical. À, typical tính từ có nghĩa là tiêu biểu, điển hình. À, example, Hoa is a typical student. À, bà Hoa là một học sinh rất là tiêu biểu ha. Typical student. Now typically, typically trạng từ ha các bạn ha. Typically, typically. Period, 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 tiết học. Keen, keen. À, nó là tính từ ha các bạn ha. Say mê, ham thích, hăng hái. She's a keen student. À, bạn ấy là một sinh rất là hăng hái ha. Keen. Review, review. Review, ôn tập hen, động từ review. Definite, 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 tính từ ha, nó có nghĩa là xác định rõ ràng. Và trạng từ của nó có đó là definitely, 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 dứt khoát rệt rồi. Và một cái tính từ cuối cùng đó chính là lazy, 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 lười biếng. I'm not lazy. À, tôi không có lười đâu. I'm not lazy. Now lazy. Ok, now write down your notebook. Tất cả viết hết từ và tập cho cô nha. Rồi, chép xong từ rồi chúng ta vào. Now A4, read and answer the questions. Now let's read. 4. Read, then answer the questions. Many people think that students have an easy life. We only work a few hours a day and have long vacations. They don't know we have to work hard at school and at home. Take a look at a typical grade 7 student like Hua. She has 5 periods a day, 6 days a week. That is about 20 hours a week. Fewer hours than any worker. But that is not all. Hua is a keen student, and she studies hard. She has about 12 hours of homework every week. She also has to review her work before a test. This makes her working week about 45 hours. This is more than some workers. Students like Hua are definitely not lazy. 4. Read, then answer the questions. Many people think that students have an easy life. We only work a few hours a day and have long vacations. They don't know we have to work hard at school and at home. Take a look at a typical grade 7 student like Hua. She has 5 periods a day, 6 days a week. That is about 20 hours a week. Fewer hours than any worker. But that is not all. Hua is a keen student, and she studies hard. She has about 12 hours of homework every week. She also has to review her work before tests. This makes her working week about 45 hours. This is more than some workers. Students like Hua are definitely not lazy. Now we read the passage again. À, cô và các bạn sẽ đọc lại cái đoạn văn này nha các bạn nha. Now, many people think that students have an easy life. We only work a few hours a day and have long vacations. À, nhiều người nghĩ rằng học sinh có một cuộc sống rất là dễ dàng các bạn. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta chỉ học một vài tiếng một ngày, đúng không nào? Và có những cái kỳ nghỉ rất là dài. Ví dụ như nghỉ hè nè, mình có hẳn 3 tháng nghỉ hè lần ha. They don't know we have to work hard at school and at home. Rồi bắt các bạn cầm viết lên gạch dưới cho cô cụm từ have to work. À, chúng ta có chữ have to có nghĩa là phải ha, phải làm việc, have to work. Sao have to là verb không nha các bạn nha, động từ nguyên mẫu. Nhưng mà họ không biết rằng chúng tôi phải học hành rất là
chăm chỉ, rất là cực nhọc ở trường và cũng như là ở nhà, đúng không nào? Đâu phải mình chỉ có lên lớp học một ngày mấy tiết học là hết đâu, đúng không các bạn? Chúng ta còn phải có rất là nhiều bài tập được thầy cô giao về nhà. Chúng ta chiều về chúng ta còn phải làm bài tập. Rồi làm bài tập không xong là phải làm tới tận tối nữa. Cộng là thời gian của người học sinh không ít chút nào hết. Take a look at a typical grade 7 student's life. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một học sinh tiêu biểu ở khối 7 giống như bạn Hoa coi nè. Now take a look at, hãy nhìn vào typical grade 7 students. Hồi nãy chúng ta mới học từ typical đó, nhớ không nè? Typical có nghĩa là tiêu biểu, điển hình, đúng không nào? Chúng ta hãy nhìn vào một học sinh điển hình ở khối 7 giống như bạn Hoa. She has 5 periods a day. Bạn ấy chỉ có 5 tiết một ngày thôi. Một ngày chỉ học có 5 tiết thôi. 6 days a week. Và 6 ngày một tuần. 6 ngày một tuần. Người ta cộng lại thì bạn Hoa có khoảng bao nhiêu tiếng làm việc một tuần đây nè? That is about 20 hours a week. Một tuần bà ấy làm việc khoảng 20 giờ đồng hồ. Như vậy điều này có nghĩa là sao? Ít giờ làm việc hơn bất cứ người công nhân nào, đúng không các bạn? Công nhân làm việc một ngày 8 tiếng mà họ làm việc một tuần 7 ngày thì cho họ nghỉ chủ nhật đi, thì họ cũng làm việc có 6 ngày. Một ngày 8 tiếng mà nhân cho 6 ngày cũng hết 48 tiếng rồi. 48 tiếng rồi. Trong khi đó bạn Hoa lên lớp học chỉ có 20 tiếng một tuần thôi. Thành ra tác giả bài này mới đưa ra quan điểm là fewer hours than any worker. Như vậy 20 tiếng so với 48 tiếng thì ít hơn công nhân là đúng rồi. But that is not all. Nhưng mà cái đó là chỉ là giờ học chính ở thời buổi chính trên lớp thôi, chưa có phải là hết đâu. Hoa is a keen student and she studies hard. Hoa là một học sinh rất là ham mê học hành nè, và bạn ấy học hành rất là chăm chỉ nè. She has about 12 hours of homework every week. Bạn ấy có khoảng nhiêu đây? 12 tiếng bài tập về nhà mỗi tuần. She also has to review her work before test. Và trước các bài kiểm tra bạn cũng phải ôn lại. Chúng ta mới học chữ review nè, thấy không các bạn? Xuất hiện trong bài mình nè. Review her work, ôn lại bài vở của bạn trước những bài kiểm tra. This makes her working week for about 45 hours. Điều này làm cho cái tuần làm việc của bạn ấy khoảng nhiêu? 45 tiếng, nếu cộng hết giờ học ở trên trường, giờ học ở nhà, giờ làm bài tập v.v. This is more than some workers. Vì điều này thì sao? Nhiều hơn vài công nhân thôi nha. Vài chứ phải phần lớn nha các bạn nha. Vài công nhân. Students like her are definitely not lazy. Và những học sinh giống như bạn Hoa thì dứt khoát là không có lười biếng ra. Không có lười biếng ra. Ok. Rồi chúng ta đọc lại bài, chú ý những cái từ mới nha các bạn nha. Rồi bước tiếp theo chúng ta vào cái phần trả lời câu hỏi nè. Là part 2 questions. Trả lời câu hỏi ha. Các bạn nhìn vào sách và chúng ta trả lời một số câu hỏi nha các bạn nha. Nào, ấy. Why do some people think that students have an easy life? Tại sao vài người nghĩ rằng học sinh có một cuộc sống dễ dàng? Theo các bạn, mình có cuộc sống dễ không các bạn? Đi học có phải là cuộc sống dễ dàng không? Suốt ngày mình chỉ lo học hành thôi, không có lo những cái chuyện khác của người lớn như là đi kiếm tiền nè, chợ búa cơm nước mình chỉ việc lo học thôi. Như vậy ai nhìn vô cũng thấy học sinh sướng hết trơn á. Bản thân mình có cảm thấy mình sướng không? Rồi trả lời câu hỏi này cho cô nha. People think students have an easy life because they only work a few hours a day and have long vacation. Nếu mà nhìn chung thì đúng đó, đúng không? Là học sinh là tuổi sướng nhất, cái tuổi đẹp nhất, tuổi đẹp nhất của chúng ta. Chúng ta chỉ học hành có một vài tiếng một ngày và có những cái kỳ nghỉ rất là dài. Nào ấy, nếu các bạn đồng quan điểm với cái tác giả của cái bài này thì các bạn chép vào nha. Now B, how many hours a week does Hoa work? Is it fewer than most workers? Cái này ta hỏi chung nha các bạn. Hỏi chung là một tuần thì bạn Hoa làm việc bao nhiêu tiếng đó. Điều này có ít hơn, có ít giờ hơn giờ làm việc của phần lớn công nhân không? Phần lớn công nhân nha các bạn nha. Thì theo người ta tính thì giờ tiết học của bạn Hoa là một ngày 5 tiết. 5 tiếng thì người ta nhân lên. Thì mình trả lời theo đúng cái số tiếng đó đi.
Còn cái chuyện mà bạn Hoa làm thêm hay học thêm hay là làm bài tập thêm gì đó thì từ từ tính sao. Bây giờ mình tính cái tiết chính thức này nha. Tiết chính thức thì mình trả lời là Hoa works about 20 hours a week. À, bạn ấy làm học hành khoảng là 20 tiếng một tuần. À, có ít hơn không? Ít hơn là chắc là đúng không? Nếu 20 tiếng mà so với giờ làm việc của công nhân mà một tuần làm việc 6 ngày, một ngày 8 tiếng thì 4, 8 tiếng. Mà công nhân làm việc một tuần 5 ngày, nghỉ thứ bảy chủ nhật, thì 5 lần 8, 40, 40 tiếng. Tính cách nào thì 20 tiếng cũng ít hơn. Ít hơn ha. Yes, it is fewer than most workers. Phần lớn ha, nói chung ha. Now write down on your notebook. Chúng ta viết vào tập nha các bạn nha. Now see. How many hours a week do you work? Is that more or fewer hours than Hoa? Rồi cái này là hỏi về bản thân các bạn nha. Các bạn tự trả lời cho cô nha. Mình làm việc bao nhiêu tiếng một tuần? À, cộng ra đi. Cộng ra coi mình tiết học trên trường nè ha. À, hôm ra mình học online ha. Giờ học online rồi giờ làm bài tập thầy cô giao về nhà. Cộng thì có bao nhiêu tiếng? À, cộng xong rồi so với bạn Hoa ha. So với bạn Hoa mình nhiều hơn hay ít giờ hơn bạn Hoa? Rồi đây là câu trả lời mẫu của cô nha. Cô hướng dẫn thôi. Các bạn không phải là phải trả lời y chang cô. Các bạn có thể trả lời theo quan điểm của các bạn nha. Now I work about 50 hours a week. À, theo bản thân cô thì cô làm việc khoảng 50 giờ một tuần. 50 giờ so với bạn Hoa thì là it is more hours than Hoa. Ok. Rồi tùy các bạn nha. Các bạn cứ trả lời theo quan điểm của bạn. Cứ mạnh dạn trả lời theo quan điểm của bạn. Không ai cấm các bạn hết ha. Now đi. Does the writer think students are lazy? Tác giả có nghĩ rằng học sinh thì lười biếng không các bạn? Trời ơi, mình sao lười được đúng không? Mình rất là chăm chỉ nè, học trực tiếp không được, mình phải học online và mình cũng rất là chăm chỉ nghe coi những cái clip giảng bài của thầy cô nè, rồi làm bài tập hoàn thành này kia. Ừ, không thể nào học sinh chúng ta lười được hết đúng không? Ok, no, the writer doesn't think students are lazy. À, tác giả không có nghĩ rằng học sinh lười đâu. Rồi bây giờ chúng ta chép hết những cái câu hỏi trả lời này vô. Các bạn thấy câu nào mà các bạn muốn trả lời theo quan điểm của các bạn thì các bạn cứ trả lời ha. Cái này cô chỉ hướng dẫn thôi nha, cứ việc tự do phát biểu của mình. Ok, now homework. À, bài hôm nay đến đây là hết ha, stop here. Chúng ta có bài tập về nhà nha các bạn. À, đầu tiên learn vocabulary. Này ngày nào cũng nhắc hết đúng không, học từ vựng từ hôm nay cũng ít nữa, ráng học thuộc cho cô nha. Answer the question, trả lời là những câu hỏi theo quan điểm của mình nha các bạn nha, theo ý của mình. Prepare unit 7 B1, 3, 4. Chúng ta chuẩn bị tiếp bài số 7 ở phần B nha các bạn nha. Ok, now stop here. Goodbye and see you again. À, tạm biệt các bạn nha.